Queen Ninja, yeah. Đây là trình diễn các bạn. Thịt nó mềm, cắt là thấy thịt mềm rồi. Okay. Yeah, thank you. Đây bạn. Chào mọi người, mình và Khoa bắt đi cả ngày từ sáng đến giờ. Mình bắt đầu hàng lúc 11 giờ. Và mình tụi mình đi Subway, để thằng Tự Do. Rio nữa ta. Helicopter. Dạ. Từ sáng giờ mới ăn có một cái bánh hamburger. Nửa cái. Hamburger nửa cái. Thấy dở còn hơn dở nhà nữa. Yeah. Anyway, hai anh em đi cả ngày chơi rất là vui cùng với anh em. Thì bây giờ tụi mình đang chuẩn bị đi ăn ở đâu đây? Nhà hàng Thánh Rắc Muối. À. Sau lưng mình. Subway. Anh ta rất là nổi tiếng, anh này là chỉ bán steakhouse thôi. Ảnh là chỉ về nhà hàng, anh nấu là một nhà đầu bếp mà chuyên về làm steak. Mà anh ta được cái nổi tiếng cũng ngon. Mình ăn mấy lần ở Miami, cái nhà hàng của anh ta ở Miami, anh ta mở một vài cái ở... Ủa ăn rồi hả anh? Có ăn rồi. À, nhiều ăn rồi. Nó làm hay lắm, vô cái mình chọn muốn ăn cái steak nào. À. Vô chọn, nó lấy. Rồi, làm đầu tiên ăn hả? Làm đầu tiên ăn ở tại Mỹ các bạn. Ha, bức ăn xong sẽ kể cho các bạn biết ngon cỡ nào. Bởi vì giá tiền nó không có rẻ. Không có rẻ à? Nhớ nha. Diamond Boy. Diamond Coy. Alright, let's go. Ok, bạn vừa thấy vô chạy tại quảng trường Times Square. Coi thử hả? Trời nó to nhá. Thì mình hãy check line đi. À. Master Coy, alright, done. Ok. Vaccinate done. Gì đấy? Dolly be so hết. Do vaccine card handle before enter the restaurant. Thank you. Về. Xong. Cần vaccinate. Dạ, anh cứ vô trước đây em và em lấy. Ở đây. Đó là cái view. Ok các bạn, thì hiện tại là mình, anh với anh Jody đang đang tại ngồi tại nhà hàng của Sắc Bia. À. Ok, bây giờ là đây ở tại New York. Anh Jody ăn tại Miami rồi, còn mình thì ăn ở tại Dubai rồi. Dubai. Xem nhà hàng luôn hả? Xem nhà hàng luôn. Wow. Đó. Nổi tiếng. Rất là nổi tiếng. Đồ rất là ngon. Ngon. Đó. Đi trực thăng giật đồ xong thì ăn nhà hàng sang xịn nhá. Đúng không? Nó ăn vỉa hè sao được? Không lót sao được? Dành bụng tới ăn nhà hàng ngon cho nó ngon. À. Sáng giờ mình quất có cái hamburger rồi. Đây là cái menu có chữ là cái rắc muối cho. Đó. Menu thì rất là đơn giản và rất là chất lượng bạn, hai tờ. Đúng hai tờ thôi. Classic. Có nhiều lựa chọn, giống như nhiều lựa chọn. A, B, C, D, 3, 4 món xong. Xong. Ở đây nó có oyster rất là ngon. Dạ, yeah, oyster. Oyster rất là ngon. Giờ để cho anh á. Ở ngoài kia nó có một cái quầy thịt bò rất là bự. Rất là nhiều loại. Chút nữa rảnh mình sẽ review cho bạn coi quầy đó với anh Johnny sau. Đúng rồi. Đó. Bây giờ hai anh em đang đói chết mẹ luôn, giờ phải lựa món trước. Order quốc liền đó. À. I have been in Dubai and he Miami. Okay, it's a pretty family concept. Yeah. So you are not the same concept, same food, that's great. Yeah. First of all, would you like to have still a sparkling one? Just like here. Okay, you can ask him. Yeah. Would you like to have still a sparkling water, sir? Yeah. Still good. Still good. Chuyên nghiệp bạn, đây là phải hỏi đại ca này. Ăn nhậu phải hỏi mình. Đúng, dung lịch hỏi Khoa. Hỏi Khoa, đúng không? Mình đây với ăn chơi là... Quý vị nha, nó có cái gold steak này nè, hỏi Khoa cái này giúp cái này không? Nó có 1.000 mốt, 1.000 mốt như tiền Việt như vậy? À, 26 triệu. 26 triệu là để tiền về cho nó ăn ngộ. Trời ơi, 26 triệu. 26 triệu về Việt Nam là được nhiều thứ lắm quý vị, đúng không? Đúng rồi, 26 triệu steak đắt mà. Đắt? Yeah. 26 triệu là ở Việt Nam mua nguyên con bò. Bên nhà có mười mấy ao bò về đâu quốc nguyên con bò. Đó. Đó. Quốc nguyên con bò mà bò to Tây Ninh mà ngon đó.
hay để dành bụng về Việt Nam muốn con bò. Hợp lý. Không ăn hả? Cớ chịu. Hợp chết, hợp lý. So what did you try in Miami? I don't remember. Some steak. Steak? Yeah, they cook on the... I tried this in Dubai. Yeah. In Dubai, I tried this. This is one. It's the best one, but not the best one actually. The best for best is the golden amour. It's like a fairly enough for 3 to 4 people. Ah. But also in our restaurant, we recommend like a family style sharing concept. Yeah. That means like we want you to share your food with your friends because our like the most tastiest food is a big portion. That's right. Why we recommend you to share. Also, you know like you want to put as much as more different cups. Right. So normally how we do like this. I can give like one spaghetti. I mean you have 6 people. Right. One spaghetti, 1.5 portion. And then one lukum, 1.5 portion. Okay. And after that, I can give you maybe one tomahawk and then one golden amour. Or one golden amour, cancel the tomahawk, and then I can... We can want something cheaper. What do you mean? We can want something a little bit cheaper. Cheaper? I think one of this is good. One of them is good. One of this, and yeah. Two of this. I don't want gold. We can. So we do one of this one, yes. One of this one, and two of this. Okay. Anh mình nghĩ mình ăn tomahawk, mà cái tomahawk này nó ăn chung nên sẽ medium. Okay. Instead of tomahawk, you don't want to try the amour? Which one? Amour is a rib cap. It's a very tender and juicy meat. Yeah, but that's it. Instead of this one? Yeah. How many hours for this one? Like a 20. How many hours for this? 18, 19. Are they same thing? But the taste, this one is much better. Oh, I like it, don't I? I saw this. Yeah. You want tomahawk? Yeah, tomahawk. Okay. How many are for this one? What is it? Spaghetti is like a 6-7 ounce, but I can make it like a 1.5 portion. Make 1.5 portion. And this 1.5 portion? 1.5 portion. Yeah. Okay. So 1.5, 1.5, this one and this one. Okay. That's it. How much would you like your steak? Any? We have a vegetable. I want like asparagus, mashed potato, mushroom. You have a broccoli there? You don't know. Muốn ăn gì? Hả? Muốn ăn sai order, muốn ăn gì? Cho thêm mấy con oyster ăn không? Oh, do you have oyster? Do you have oyster? Pardon me? Oyster. Yeah, I have oyster. One dozen oyster. Oyster. The meat, medium is good? No, oyster. The meat, medium is good? I'll make oyster. Okay. Yeah, medium. No, the meat are medium. Yeah, yeah. Okay. One dozen oyster. I'm gonna put the asparagus and mushroom on the side. Is okay? Both. Okay, quý vị, mình và Khoa Bớt đang chọn thay vì ăn anh em ăn riêng thì chọn món gia đình là 4 loại steak khác nhau. Khoa Bớt cái món flavor của Khoa, pick up món flavor của mình. Yeah. Các bạn ăn chung. Ok. Đó là bóp nhất các bạn. Hồi bữa mình ăn bên Dubai rồi là bò giác vàng. Ở trong nó đắng ngắt. Yeah. Mà chỉ là giác vàng mà nó mắc. Nên mình hiểu rồi. Nên bây giờ là mình không có ăn kiểu bị lừa nữa. Ăn ngon kìa. Đúng không? Nó lừa mình giác vàng. Nó bỏ nó bán mình 1.000+ đô. Đúng rồi. 2-3 triệu ở Việt Nam mua nguyên con bò. Vô đây là mình ăn bò bình thường thôi được rồi. Không cần. Thường không á là đã. Đúng rồi. 275 đồng một order rồi. Là còn 6 triệu. Là cũng nhiều rồi đúng nhiều. Không? 275 thường thường mình đi phụ đi trao á. À. Có 60-70 người à. À. Ôi. Tính này là cái này mắc cho bò đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À. Nhưng mà quay cho mình ở New York hưởng thụ tại mình làm có tiền mà. Đang coi mà phải không? Tại mình qua coi mà. Vô. Có bia mình ta. Có bia anh không? Nó cho nó. Rồi vô mình ăn cái xíu đó nè rồi nói tiếp. Đó. Đây là cái món đầu tiên ở tại nhà hàng của ông San Be. Đây là hầu. Hầu gì mà sao mà to quá vậy anh? Oyster. Đây là phần hầu các bạn. Hầu tươi, hầu sống. Hầu sống. Ăn chứ để nó không nó nguội xuống là nó tanh. Ok. You want some more drink? More drink? Yeah. Thank you. Uống đồ đỏ. Ủa? Ok anh. Cái kính em Johnny Đen là tới 17.000 các bạn. Red wine. Đây, con cá Caesar nè. Đây mình vô coi cho đàm. Cái kính này không là tới gần 13.000 đô. Là gần 300 triệu. Ghê chưa? Đó. Quá xịn. Something not very sweet. Rồi, ơi. Ăn thôi. Chúng ta thử nha. Thử miếng coi.
Thì cái này là của nhà hàng San Me, em đang thử hải sản, bữa mình chưa ăn bên Dubai. Rồi mời anh vô đây nha. You want to try oyster? Oyster. Big my scale oyster, man. À. Thử miếng thử ngon nha. I like the quá good. Tươi rói. Rồi ngon quá. Em là em cái này là món yêu thích của em mà. Đã quá các bạn. Rồi đeo kính 300 triệu, đeo cái này 150.000 đô. 4 tỷ. Có nghĩa là tới 41 cái nhiêu. Rồi ơi, ăn thêm con nữa coi. Trời ơi nhìn đã chứ. Con này nó nhách rồi, ăn con này mập nó mới đã nè. Sao? Sao anh vô đi. Miêu tả cảm giác thôi. À. Nó có cái này là cái gì nè? Tabasco hot sauce. Dạ. À, thêm miếng à. Rồi cảm ơn anh. Ok rồi anh. Đó, đắt muối mới chịu. Ok, miếng nữa. Này ngon. Ngon. Tươi. Ok. Đã quá đã. Sáng giờ đang nói bụng nữa. Đang nói bụng nữa. Ok mọi người, anh em rồi hả? Ăn nào. À, quá đã luôn. Trời ơi, hôm nay bao nhiêu con? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mỗi người 2 con nha, ở đây là mỗi người 2 con vừa đủ luôn á. Ôi nó xếp đầy đủ luôn, mỗi người 2 con đó anh. Ok, ăn em Minh. Yes. Mình với anh Julie Đen sẽ ra cho bạn coi cái tủ thịt bò ở tại Sát Bia New York. Coi thử ở New York nó khác gì ở tại Dubai Miami không? Ok không? Ok. No, no, I want, come back. À. Đây các bạn. Oh, sorry. À, đây các bạn, đây là cái chỗ tủ thịt bò của Sabe ở tại New York nha các bạn. À, đây là phần tôm hút. It's okay, I feel myself. I can read and tell myself. À. Cái phần này mà nó dắt bạn lên thành 1.600 đô nha các bạn. Còn bình thường là nó chỉ có tầm 275 đô. Nếu mà... Ăn dữ không? Nó ăn nó rành luôn. À, dắt vàng mà nó thêm tới 1.400 đô. Đây các bạn. Cái loại thịt bò này đó, không có cái này dắt bạn đó nha. Đó. Đây là cái loại thịt bò rất là nhiều loại nha bạn, loại thăn, loại đồ. Đây là loại Wagyu Kobe nè. Đây là bò Wagyu. Đó, Wagyu. Lúc anh kêu bò có cái bò Wagyu đúng không anh? Đúng rồi. Đây là tôm hai hút. Tôm hai hút. Tại sao biết được tôm hai hút? Tôm hút tại nó có cái sườn đó anh, cái sườn xong nó làm cái miếng như trong tôm mà Jerry á. À là tôm hai hút. À, tại mang cũng nhiều nhiều. Đó, cái này gọi là tôm hút luôn nè. Nhưng mà nó ướp này ướp theo kiểu cái rau này nè, húng quế rau gì của nó nè. Juicy nè. À. Thì cái món này cũng là nổi tiếng. Cái này cái món này nổi tiếng của ổng là cái hamburger mà steak đó anh. Hamburger. À, ông lấy này ông nướng lên hamburger, ông bỏ vô hamburger. Nó làm hamburger vậy thôi. Đúng anh. Nổi tiếng. Đúng rồi, nổi tiếng. They got to hand you the food right now. Hả? They got to get the food right now. The food out. À. Okay. Đây là cái bếp ở chỗ này để làm nướng. Đây. Đi qua bên xíu nha các bạn. Đó. Okay. Rồi. Ok. This is all good. We can make meal. All right, it's okay. 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 Bây giờ quay về bạn các bạn, cho bạn coi ở tại New York là như thế nào. À. Anh Johnny ảnh rành lắm, ảnh với bọn hỏi nhá. Cái này là gì anh? Hiểu hết rồi. Giờ tiếng Anh. Tiếng Anh thôi. À. Thơm không chứ? Can I have one more right? Yes sir. Oh. Don't make it cold. When it's warm, has the best taste. Ah, thank you. Ah. Big mic. Okay. Okay, cái này là một phần đầu tiên. Johnny, set. Johnny, come here. À, trời ơi nhỏ cũng biết anh luôn. À, nhỏ là big fan của mình, biết fan luôn, nhỏ biết fan luôn. Know me, man. Why do you know him? You the player. Alright, take care, enjoy.
Nguyên ơi. Ghê không? Nhỏ coi trên YouTube biết luôn, ghê không? Đây, đây là miếng thịt bò siêu mỏng. Mình nhìn vậy mình thấy rất là ngon nha. Thật sự là cái thớ thịt bò này là mình nghĩ đây là bò gọi là bò Wagyu hả anh? Hay là bò gì, bò Mỹ? Không, giải thích chưa? Mấy order xong nhưng mà rất là ngon. Bà, thử nha. Mai, how you feel? How about? Mình can you take picture me and Kwan? We need professional photo here, right? Ngon chứ. Oh, giờ mình nhận thấy là vô trong San Bay bạn lên ăn cái những cái thịt bò bình thường đừng nên ăn giác vàng để lại rất là ngon. Nó ngon ngon cái này. Mai, can you put the water out? À. Thank you. Thôi để bên cameraman ăn chứ mình cũng đói quá đói rồi. Đói rồi. Thôi ăn đi mọi người ăn đi nha. Chào quý vị nha, ăn xong mình sẽ đưa quý vị cái bill trả giùm ok. Chưa hết món mà, mới còn nhiều món nữa. Đây là gọi là mình ăn gọi là khai vị cho món ăn chính của mình là ở ngoài street food, ngoài Times Square nha các bạn. Này là ăn làm màu. Chứ ăn chính là ăn hot dog rồi ăn yeah, nướng ngoài kia, chicken ngoài kia. Anh Johnny anh khó chicken lắm, anh khó chicken nướng ngoài đó. Mình cũng chưa thử. Chút nữa mình với anh Johnny sẽ đi bộ ra đó coi thử cái món gà. Thử cái gà nướng đó, thử ngon không? Đúng rồi. Đúng rồi, ok. Ngon lắm, man, I love it. Này là gọi là ăn hương, ăn ho chứ ăn cái gì. Đúng rồi, ok. Rồi, ăn đi Minh, để nó nguội. À, thank you. Enjoy. You have a đây là món mới. Tabasco. À, đây là món mới. Tabasco. What is style of beef? We use Wagyu. Wagyu. And what it is, sir? It's a strip loin. Cheap. Strip loin, Chinese sliced meat, Wagyu. Wagyu, Australia. It's American Wagyu. American Wagyu. Okay, thank you. Đây là bò Wagyu của Mỹ các bạn. Thì cái này cũng là bò Wagyu luôn. Đây bò Wagyu luôn nha các bạn. Mình sẽ thử hơn nó mềm không. Ồ mềm nhưng mà mới bỏ vô cái mềm ra rồi. Thử nha. Ngon. Ngon các bạn. Ok. Rất là ngon. Thật sự là cái này em ăn nha, em thấy ngon. Bữa trước em ăn bò giác vàng của Dubai không thấy ngon. Ồ, giờ thấy ngon. Đúng rồi đó. Rồi rồi. Tại nó có 10 triệu coi mà đây mình coi có nhiều quá, thấy ngon ấy. Cái này thấy đây mình coi coi đó. Còn coi đang lên nữa. Chắc được không chú? Với lại thứ hai nữa là anh em mình đi đói. Đúng rồi. Mình ăn cái gì cũng ngon á. Anh em bây giờ cho ăn mì gói cũng ngon nữa. Sáng làm có nửa cái hamburger mà giờ ăn gì chẳng ngon. Đúng không? Hết chảy. Good. Uống này hợp nữa nhá. Rồi cái nữa anh. Em cho màu trắng. Ok. Rồi mình ăn đi mình. Mexico guy. Yeah. Chaparro. Very famous. Yeah. Wow, really? Hi. How are you? Thank you. Welcome. Thank you. Thank you.
Bây giờ chúng ta sẽ nói món chính là Tomahawk. Đó. Tại vì mỗi đứa ăn cay là mỗi người cay và anh mình với Sony đen là đó. Ok. Đây trình diễn là bên này nè mình. Đó. Ồ. Juicy. Yeah. Yeah. I love it juicy more. Oh. Nice. Đây là trình diễn các bạn. Nghĩa là không cần phải vàng cũng nhìn dễ được. Thịt nó mềm, cắt là thấy nó thịt mềm rồi. Let me see. Wait a minute. Okay. Hold it, one on one. Yeah, thank you. Hold it, Baba. Bye, man. Yes! Oh yeah! You did really good, brother. Fantastic! Oh, right, right. Not too much sauce. Yeah. Ah! Hey. Good. Ah, good. Ah. We are the best. Top in New York. Very good. How's that? Very good. Juicy. Thank you so much. Đây. Có lý mèo. Nghe không? Cái này khó bạn lắm. Yeah. Quá đã. Do. Ăn. À. Let's go, man. To the moon. Một đô. Đây mình coi to the moon. Đây là one guy to the moon. À, chưa biết làm sao nhưng mà ăn mừng cái đã. Đúng rồi. Mình sẽ lên celebrate để mình coi to the moon. À. Đúng rồi. Ok. Quá đã. Ok. Okay. Ok. Có gì nữa không? Chú Johnny muốn xin cái chén muối đại ra chụp tấm hình này. À. Hết muối nha. Đại em cho phải nãy trong kia bác. Hi sir. Can I borrow the bowl of salt? A bowl of salt. Yeah, thank you. Đó, em mượn ra để rắc cái nha. Okay. Mượn ra để làm cái mình chụp tắm đúng không? Ok, anh đang mượn ra tắm. Thank you. À, đây, vô làm lại nè. Cho chụp hình đúng không? Đây. Ok, thank you. Để chị xe qua đây chụp cái này đúng không? Thích này hả? Rải chặt ăn muối không cái gì? Không rải cho hồi cố vô mặn trần à.
không cũng được á. Dạ. Ngon. Nice. Good. Let's see. Hôm nay ăn là coi là ông này. Good. Ok. Rồi. Em cho nha các bạn, đây là gọi là cái suất cuối cùng của mình với anh Jonathan. À. Rồi ok, xong cái lúc này mình với anh Jonathan sẽ ra ngoài phố đi bộ. Times Square. Review tiếp. Hết đây bến ngày luôn. À ok. Ngày chơi tới bến luôn đúng không? Tới bến luôn. Ok. Qua là chơi tới bến mà. Đó. Chào quý vị. Bye bye. Số này số đẹp đó. Số đẹp không? Số đẹp không? Anh Duy. Mỹ gọi là số đẹp. 999 đồng. Quá dữ. Nay chân dung chủ đây mình mới coi. Quá nhẹ nhàng. Nó như coi đâu. À. Ok các bạn, thì hiện tại là mình với anh Julian đang ở tại Times Square các bạn. Đây là những shot cuối cùng ở tại đây. À, ok các bạn, thì hiện tại mình với anh Julian đang ở tại quảng trường Times Square. Đây là những shot cuối cùng hơi thở cùng hít binh bà nó là ăn chơi gì mà từ đầu ngày tới ngày luôn. Đúng rồi, à. Chơi không chơi, gọi là không say không về. Không say về, giờ mình mới quán về. Mệt mất rồi. Đó, bây giờ anh em mình qua đây chơi xíu rồi ăn uống rồi nói chuyện chơi xíu. Thì nói chung là cảm ơn các bạn xem vào phút này. Nếu thứ hai nhớ cái kênh thì like, chia sẻ nữa. Mình còn đi thử tham nhỏ ngay lần sau. Có thể hẹn anh Julian ở tại Houston. Có một dự án rất là hay đặc biệt mà anh em mình đang giấu. Yes sir. Một dự án gọi là một... bí mật. Bí mật đúng không? Bí mật. Bí mật. Hẹn bạn ở Houston. Diamond Boy Koi. À, ok. Bye bye các bạn. Chào mọi người. Hẹn gặp lại lần sau. Mình với Khoa hứa hẹn đi đâu ta? Miami ha. À. Tụi mình có dự án đi Miami chơi. Quậy tưng bừng. Thật sự không làm gì để enjoy cuộc sống. Cuộc sống rất là ngắn ngủi. Vì vậy tụi mình mình sẽ bắt chước Khoa. Hưởng thụ cuộc sống. Chơi cho hết. Chào mọi người. Bye bye các bạn. Phải làm nha, không có tiền đừng bắt chước nó chơi không nghèo đó. Ok. Nó có tiền nó chơi được đúng không? Mình cũng vậy. Vì vậy đã mình vô coi là dự án tốt nhất. Ok. Bây giờ mình phê rồi, hết nói gì nổi rồi. Ok, cảm ơn các bạn, bye bye. Ok bạn, thì hiện tại là mình với anh Johnny Đen đang chuẩn bị vô ăn ở tại nhà hàng Steak House tại quán trường Times Square luôn các bạn. Đây là một nhà hàng steak rất là nổi tiếng theo kiểu của Brazil, ăn gọi là buffet ở tại một cái khách sạn rất là to các bạn, trên đường gọi là Times Square, biết đường gì đây. đói chưa hai anh em nguyên cái team ai cũng đói đó. Từ 10 giờ sáng đến giờ đi non stop, đi ăn nửa hàng tự do, ăn đúng cái hamburger thôi đúng không anh, nửa cái không ăn tới một cái giờ vô đây all you can eat quốc tế bến luôn à. Đúng không, cứ danh dự đó ăn hết sàn nhà cho người ta luôn. Đọc tên này, đọc tên này là gì anh, tên này Foco. Foco di Chao. Foco di Chao, nhà hàng của Brazil à. Chủ nhật rất là đặc biệt à. Thì nó có khoảng không biết ở đây có bao nhiêu hương sinh, có khoảng 27 loại thịt à. Cái vô nó cắt cho mình miếng mỏng đói thôi, kể là thèm rồi là kể là thèm. Danh dự luôn. Who doesn't have a vaccination card? Come on. Everyone have it. You don't have vaccination card? They won't let them in. You gotta eat outside. You have vaccination card? Okay, so we all sit outside. He doesn't have either. Có tờ giấy vaccine không? Không cầm theo, chắc xe. You won't get the full experience of all of it. Alright, mình tới cái cửa rất là tốt, rất là đẹp. Nhưng mà cuối cùng hai anh em không được vô và cả nhóm là bởi vì sao? Mình trong đây có một người phải thiếu cái giấy vaccinate, cái giấy chết thuốc ngừa. Đây là mình New York á, mình mang đổi theo. Mình mang vàng không đâu, mang giấy làm gì vậy. Nhưng không sao. What's up big Mike, we sit outside? Yeah, we'll sit on the front porch. Yeah. Where is that, right here? Wherever you want to sit. Yeah, we're gonna sit here. Yeah. Okay, let's go. Ngồi đây để view street đi. Yeah. Okay. New York cho nó đẹp. New York. Lỡ rồi. Trời luôn. Thằng nào mà giật chiêu đi chạy là khỏi bắt luôn. Thấy view này đẹp không? Ok. Cuối cùng thì mấy anh em không có vaccine, có nghĩa giấy chích ngừa. Thì mình ngồi ở ngoài, nhưng mà đây quay ngồi ở ngoài cũng rất là đẹp. Đây là thành phố New York, lâu lâu ngồi ăn ngoài steak là thấy vui rồi. Hợp lý đúng không? Hợp lý. Nhưng mà mình chỉ không có coi được nó sắc. Chop. À vậy hả? Nó có miếng nước men ra đây không? Để coi thử, mình để xe gần đây không mà. Vậy mình để trong gì á?
Mình lấy xe đâu vậy Minh? Ở đây có ai đầy đủ không? Sao anh? Ở đây có ai đầy đủ vaccine đâu gì không? Cái cấp thẻ đầy đủ không? Đây có xe hả? Bình thiếu anyway. À anh Bình cũng thiếu hả? À vậy thôi.